Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tài xế taxi trả lại gần 700 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Ngày 20 tháng 9, Công an phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi cho biết đã hoàn tất việc tiếp nhận và chứng kiến việc hoàn trả đủ số tiền nam thanh niên địa phương chuyển nhầm vào tài khoản người lái taxi. Trước đó, anh Lê Quang Thuận, 41 tuổi, trú xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tài xế hãng taxi xanh nhận tin nhắn từ ngân hàng báo tài khoản vừa được chuyển vào 660 triệu đồng. Nghi là tiền của người khác chuyển nhầm vì bản thân không làm ăn hay giao dịch số tiền lớn như vậy, anh Thuận liền đến Công an phường Nguyễn Nghiêm trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nguyễn Nghiêm xác minh và xác định người chuyển nhầm tiền tên Lê Anh Tuấn, 34 tuổi, trú phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi. Qua liên lạc, anh Tuấn xác nhận vừa có chuyển khoản tiền, kiểm tra lại thì đúng là chuyển nhầm vào tài khoản của người khác, không phải tài khoản cần nhận. Tại trụ sở Công an phường Nguyễn Nghiêm, đại diện Công an phường đã chứng kiến anh Thuận chuyển trả toàn bộ số tiền trên cho anh Tuấn. Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ Tết 2025 liền 9 ngày. Sau khi nhận được công văn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đề xuất phương án nghỉ lễ Tết trong năm 2025, Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày từ ngày 25 tháng 1 năm 2025, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn, đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2025, tức ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Về nghỉ lễ ngày 9 tháng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm sau, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày từ ngày 30 tháng 4 năm 2025 đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2025. Theo phương án này, cả nước thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ 6 ngày 2 tháng 5 năm 2025 sang thứ 7 ngày 26 tháng 4 năm 2025. Về đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh, Bộ này cũng đồng tình phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày từ ngày 30 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2025. Bộ này cũng thống nhất dự thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, dự thảo thông báo về việc nghỉ Tết âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày 9 tháng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng. Trước đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã gửi lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ để trình Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động khu vực nhà nước. Theo đề xuất của bộ này, Tết Nguyên đán 2025, cán bộ, công chức, viên chức có thể được nghỉ 9 ngày liên tục. Cụ thể, lịch nghỉ Tết chính thức là từ thứ Hai, ngày 27 tháng 1 năm 2025, tức ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn, nối qua 29 tháng Chạp và 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, tức hết ngày thứ 6, ngày 31 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, liền trước 5 ngày nghỉ chính thức là 2 ngày nghỉ cuối tuần, thứ 7, Chủ nhật, ngày 25 và ngày 26 tháng 1 năm 2025. Sau những ngày nghỉ chính thức, lại tới 2 ngày nghỉ cuối tuần tiếp theo, thứ 7, Chủ nhật, ngày mùng 1, mùng 2 tháng 2 năm 2025. Vậy nên thực tế, lịch nghỉ Tết Nguyên đán tới đây sẽ bắt đầu từ thứ 7, ngày 25 tháng 1 năm 2025 đến hết Chủ nhật, ngày 2 tháng 2 năm 2025 dương lịch, tức hết ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Hà Nội vẫn còn hơn 14.000 người chưa thể về nhà do lũ lụt. Số liệu quan trắc cho thấy, sáng ngày 20 tháng 9, mực nước sông Bùi, sông Tích qua Hà Nội vẫn đang ở trên báo động 3, mức cảnh báo lũ cao nhất. Những ngày qua, ghi nhận cho thấy mực nước trên các sông có xuống nhưng rất chậm. Do nước sông Bùi, sông Tích dâng cao khiến nhiều vùng dân cư ven sông thuộc Trương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai bị ngập nước, chính quyền đã phải sơ tán, di rời hàng vạn hộ dân. Cho đến sáng ngày 20 tháng 9, sau khoảng 2 tuần bão số 3 đổ bộ và gây mưa lũ lớn, vẫn còn khoảng 14.700 người dân phải di rời, sơ tán chưa thể trở về nhà, tập trung chủ yếu tại các huyện vẫn còn ngập lụt như Trương Mỹ 8.820 người, Mỹ Đức 3.491 người, Quốc Oai 1.063 người, Ứng Hòa 437 người. Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội Phạm Quang Đông cho biết, sáng ngày 20 tháng 9, các doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn thành phố đang tiếp tục vận hành 136 trạm bơm tiêu với 459 tổ máy bơm, tổng lưu lượng hơn 1,6 triệu mét khối trên một giờ để tiêu thoát nước, chống ngập úng tại các khu dân cư và xứ đồng. Trước nhận định về việc từ nay đến ngày 21 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Nội đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa, mực nước lũ trên các sông để thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân, đồng thời báo cáo theo quy định về văn phòng thường trực để có chỉ đạo ứng phó sớm. Sức khỏe của nữ giáo viên bị nhánh cây gãy đẻ trúng hiện ra sao? Sáng ngày 20 tháng 9, trao đổi với báo Giao thông, bác sĩ Hoàng Hữu Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, nữ giáo viên HTT, sinh năm 1983, giáo viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hà Trung, nhập viện trong tình trạng dập phổi, gãy xương vai, đa chấn thương. Bác sĩ Trường cho biết thêm,
Ngay sau khi thăm khám, thấy tình trạng của bệnh nhân nặng nên đã làm các thủ tục chuyển bệnh nhân ra ngoài Hà Nội tiếp tục chữa trị. Liên quan đến vấn đề này, trả lời báo Giao thông, ông Mai Việt Dũng, giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Hà Trung cho biết, theo nguyện vọng của gia đình nên đã chuyển cô giáo ra bệnh viện Việt Đức chữa trị. Hiện nay, sức khỏe của cô T đang có tiến triển tốt. Về công tác phòng chống mưa bão tại nhà trường, ông Dũng cho rằng trung tâm đã có kế hoạch cắt tỉa các cành cây từ trước mùa mưa bão. Đây là trường hợp bất khả kháng khi dông lốc mưa lớn làm gãy nhánh cây xà cừ. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến một nhánh cây xà cừ cổ thụ nằm ngay trong sân của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Hà Trung bất ngờ đổ gãy. Nhánh cây gãy rơi trúng cô giáo T gây bị thương. Tại hiện trường, nhánh cây đè bẹp ba ô tô đang đậu trong sân. Quả đồi bất ngờ sạt lở, ngôi trường đang xây nguy cơ đổ sập. Sáng ngày 20 tháng 9, trao đổi với báo Giao thông, ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại trường Trung học cơ sở Lâm Phú sau khi xảy ra sự cố sạt lở. Theo ông Thanh, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đất đá trên đồi phía sau trường bị sạt lở, tràn vào dãy nhà 2 tầng, 8 phòng học đang xây dựng. Hiện, diễn biến sạt lở vẫn tiếp tục chưa có dấu hiệu dừng lại. Khối lượng đất đá tràn vào dãy nhà là khoảng 6.000 mét khối. Đất đá vùi lấp khu nhà vệ sinh, đè vào tường và cột nhà, gây nhiều vết nứt rộng, xô nghiêng cả dãy nhà, đứng trước nguy cơ đổ sập hoàn toàn. Trước sự việc trên, địa phương và ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Lâm Phú đã tổ chức lực lượng di rời khẩn cấp 263 học sinh và 13 cán bộ, giáo viên khỏi khuôn viên trường. Toàn bộ học sinh, giáo viên cùng các trang thiết bị dạy học của trường Trung học cơ sở Lâm Phú được chuyển đến trường Tiểu học Lâm Phú. Đồng thời, lập hàng rào cảnh báo người dân không đến gần khu vực sạt lở. Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục tạm thời bằng cách dùng cột chống bằng thép chống đỡ tại vị trí cột nhà bị nứt, giảm thiểu nguy cơ đổ sập công trình. Được biết, dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Lâm Phú có tổng giá trị 13,5 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục. Đơn vị thi công dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư và xây dựng HD, với thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng. Dự án khởi công vào ngày 28 tháng 8 năm 2023. Tính đến thời điểm xảy ra sạt lở, công trình đã hoàn thành 80%. Tuy nhiên, sự cố đã làm dãy nhà 2 tầng, 8 phòng học bị đất đá sạt lở, có giá trị khoảng 8 tỷ đồng. Ông Thanh cho biết thêm, khối lượng công trình hoàn thành bị thiệt hại, huyện đang báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, có hướng giải quyết, sớm ổn định nơi học tập cho học sinh. Làng đào Nhật Tân tan hoang sau bão, người dân lo mất trắng vụ Tết. Theo ghi nhận của phóng viên, một tuần sau bão số 3, nhiều hecta trồng đào Tết trên địa bàn phường Nhật Tân, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội hiện ra trong tình trạng sơ xác, bùn bám nhiều. Quan sát cho thấy, 90% cây đào được trồng trên diện tích khoảng 105 hecta đã chết khô do ngập lâu trong nước. Hình ảnh cánh đồng trồng đào nổi tiếng ở Hà Nội trở nên hoang tàn, nhuộm màu bùn đất. Một vài cây sống sót lẻ loi do ở vị trí cao, nhưng sau một tuần ngâm mình trong nước, rễ cây đã bị úng, khó có thể phục hồi. Không chỉ có cây đào sơ xác sau khi nước sông Hồng rút, hàng chục nghìn cây quất cũng rơi cảnh khô héo. Người dân dự báo đào Tết năm nay sẽ rất đắt đỏ bởi nhiều vườn đào đã bị xóa sổ do lũ nhấn chìm. Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ của gần 100.000 gốc đào giáng huyền tại vườn đào Nhật Tân cho biết, sau bão, nước dâng lên cao làm thiệt hại gần như toàn bộ cây trồng, ước tính khoảng vài trăm triệu đồng. Mặc dù đã có kế hoạch chuẩn bị và huy động nhân lực để di rời, nhưng do nước lũ dâng lên quá nhanh làm mọi sự cố gắng không ăn thua gì. Gốc đào chết khô, người trồng đào ở Nhật Tân cho biết, đào chỉ ngâm nước 1-2 ngày là có nguy cơ chết. Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến các hộ trồng đào ở các phường Nhật Tân, Phú Thượng, quận Tây Hồ rơi vào cảnh trắng tay. Nhiều hộ đã nhổ đào, úp chậu xuống vì cây chết không thể phục hồi. Ngay cả những gốc đào cổ thụ được người dân nâng niu, chăm sóc kỹ lưỡng với những luống đất cao cũng không tránh khỏi bị ngập, ngâm mình trong nước đến tận ngọn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, 152 hecta trồng đào, quất, hoa màu tại khu vực bãi sông Hồng thuộc địa bàn quận Tây Hồ đã bị ngập trong nước, thiệt hại ước tính khoảng 90 tỷ đồng. Cũng theo lãnh đạo quận Tây Hồ, cùng với việc giãn nợ, cho vay vốn phục hồi sản xuất với lãi suất 0%, quận đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan hướng dẫn người dân khẩn trương dọn dẹp, khắc phục ảnh hưởng của bão lũ để tổ chức canh tác lại cây ngắn ngày nhằm đảm bảo cuộc sống. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua ngân hàng chính sách, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết.